Các bác ơi, hôm nay em giới thiệu các bác xem về con xe này nhá. Một con xe thương hiệu Mazda của Nhật. Và thiết kế form dáng đẹp. Và anh chủ cũng đã dán tem và lên một số kiểu cách của những chiếc xe thể thao rồi. Đây các bác xem. Thì chiếc xe cũng khá là ngầu đúng không ạ? Khá là ngầu luôn. Mẫu xe Mazda 6 các bác nhá. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2003 thôi. Đời thì không thấp nhưng mà và chất lượng của nó vẫn còn khá là ok, vẫn còn khá là tốt luôn. Nội thất bên trong của xe đây ạ, đây các bác xem. Với màn hình to, màn hình cỡ lớn, đây các bác xem này. Đấy, âm thanh nghe rất là đỉnh nhá. Một mẫu xe phân khúc hạng D, một mẫu xe sang của ngày xưa. Và chiếc xe này hiện tại đang có giá là chưa tới 200 triệu. Và cụ thể giá các bác nhìn được từ đài cho em nhé. Chiếc xe vẫn còn khá là đẹp. Và giá tiền đến bây giờ thì tương đối là hợp lý rồi đúng không ạ? Với số tiền như vậy thì các bác gần như ai cũng có thể là mua được đúng không ạ? Gia đình nhà nào cũng có thể là mua được. Và dòng này hiện tại bên em cũng đang có mấy con các bác nhé. Và một số dòng xe khác cũng cùng phân khúc mẫu xe này thì bên em vẫn còn tương đối là nhiều. Mời các bác qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để được xem xe nhé. Còn bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về cái mẫu xe này để các bác cùng cảm nhận. Đấy. Xe nội ngoại thất rất là đẹp luôn, máy số rất là ngon, chạy rất là đầm và rất chắc bốc khỏe. Và cái dòng này cách âm, cách ồn, cách nhiệt của nó rất là tốt các bác nhé. La răng của xe thì cũng được lên cái màu màu vàng tương đối là sang rồi. Lốp rất là dày nhá, một dàn lốp mít rất là dày. Đấy, có đèn bi các bác nhá, có đèn bi. Đấy, ban đêm đi rất là sáng luôn. Đăng kiểm năm 22 với cái biển là 20 nhưng mà gốc thì lại ở thành phố các bác nhá. Đấy, cho nên là mình mua về Sài Gòn, Hà Nội không mất tiền biển đâu. Cái đèn pha này thì bên em sẽ đánh được, rất đơn giản thôi các bác nhá. Đấy, có phanh ABS và có phanh đĩa, có phanh đĩa và có ABS các thứ rồi các bác nhá. Đấy, form dáng của chiếc xe tuy rằng lửa thấp nhưng mà thiết kế ra cái form dáng đến bây giờ vẫn còn rất là giữ đúng không ạ? Vẫn còn rất là giữ dáng luôn. Và đăng kiểm đây ạ. Phía đuôi đằng sau luôn các bác nhá. Mình cùng xem cái phía đuôi đằng sau này. Đây, phía đuôi đây. Đấy, phía sau có trang bị là cảm biến lùi này, rồi có camera lùi này các bác nhá. Bây giờ mời các bác xem về khu vực nội thất bên trong của chiếc xe Mazda 6 này. Các bác đang xem chi tiết khi các bác ưng rồi và các bác mình thấy phù hợp rồi thì mình xem kỹ và alo trực tiếp cho bên em để được chốt chiếc xe nhé. Bên em có màu đen và có cả màu bạc. Đấy, màu trắng thì có một con này thôi các bác nhá. Đây, ghế da này các bác nhìn này, ghế da xịn nhé, ghế da xịn vẫn còn rất là đẹp này. Sàn của xe vẫn là sàn nỉ đây, mình có xem sàn của nó vẫn là sàn nỉ các bạn. Dòng này thì những cái phần tắp lô cho đến phần tắp ni này các bác này được trang bị bằng chất liệu da xịn. Đấy, chất liệu da xịn nhá. Đấy, loại da cao cấp, rất là khó để mà kém, rất là khó để mà hỏng luôn. Đấy, da tốt luôn đấy ạ. Rồi, và keo chỉ của xe đây. Đấy, keo chỉ cánh cửa của xe đây các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn nhá. Quay kỹ các bác xem cái phần tắp ni cánh cửa này. Đấy, ngoài gần quan sát cho các bác xem cảm nhận. Các bác mà bảo là bên em ở Hải Dương hơi xa mà không đến xem xe được đấy ạ, thì bên em sẽ ship xe, chuyển xe đến cho các bác nhà mình nhá, chuyển xe tới tận nhà luôn. Đấy, chuyển xe tới tận nhà các bác xem, các bác xem xong ưng thì lấy, không bên em đánh về các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay các bác xem cái khu vực nội thất bên trong của xe đây. Đấy, chi tiết luôn, mời các bác cùng đón xem. Sàn của xe vẫn là sàn nỉ nhá. Xe được trang bị là hai túi kiện toàn, túi bên đây. Đấy, và một túi nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Điều hòa mát sâu. Để em ngồi đây em quay các bác xem cái khu vực nội thất này. Đấy, phần táp lô của nó này, chất liệu da nhá. Đấy, chất liệu da đây. Rất là sang trọng và nhìn còn rất là tươi sáng đúng không ạ? Có khóa khiển. Đây, khóa khiển đây. Màn hình OLED các bác nhá. Màn hình xịn đấy ạ. Âm thanh nghe rất là chuẩn luôn.
điều hòa lạnh sâu, những cái cửa gió của xe các bác nhìn cho em là nó không bị gãy vỡ, đúng không ạ? Hệ thống đầu đài xịn nguyên bản của xe đây các bác nhá. Và màn hình này là màn hình được anh chủ độ thêm. Đây là những cái công tắc bấm phím hệ thống điều hòa đây, chính điều hòa đây các bác nhá. Điều hòa lạnh sâu, lạnh buốt luôn. Ở đây là cần phanh tay này, ở đây là củ số này. Cái da này là da xịn đây các bác nhá. Cái da là nó là da xịn này. Đấy, cốp đồ đây. Cốp đồ rất to và rộng. Màn hình này là có mắt wifi này và có 4G các bác nhá. Các bác mình giải trí trên cái màn hình này ok. Rất là nhiều chức năng. Quay kỹ cho bác mình xem như này. Các bác gần xa trên toàn quốc đang quan tâm đến mẫu xe này bên em thì các bác cứ xem kỹ, em đều quay kỹ như này luôn ạ. Xem xong mình ưng rồi thì mình gọi điện trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại là 093 8586 307 hoặc 0389 000 555. Bên em đang dùng theo hai số đó các bác nhé. Rồi bây giờ thì em mời các bác xem những cái vị trí tiếp theo nữa của chiếc xe nhé. Đây, phần tắp ni này. Đấy, tắp ni tắp đô của nó rất là sáng đẹp này, ngoạn các bác nhìn. Quay gần chút nữa đây. Đấy. Đây, nội thất đây. Đấy, lóc luôn này các bác nhá. Sơn si sạch đẹp, sáng bóng cả xe luôn. Về mình không phải sơn lại một tí nào đâu. Đấy, bộ ghế đằng sau đây vẫn còn tương đối là đây, là sáng đúng không ạ? Sàn ý và được nót sàn ở bên trên rồi. Còn đây là phía sau. Ở phía sau các bác nhìn cho em là có rèm che nắng này. Và đằng sau là tấm nỉ và có trang bị hai loa phía sau nhé. Chân ý xịn, nguyên bản theo xe. Đấy. Đây là phần bên phụ của chiếc xe. Bây giờ thì em mời các bác mình xem đến phần bên lái và quay cho các bác mình xem xong khu vực vỏ bên ngoài đã nhé. Đây, các bác xem cho em gần một chút khu vực vỏ bên ngoài này. Xe đảm bảo cho các bác là không đâm đụng, không tai nạn và không gặp nước nhé. Để đảm bảo cho các bác yên tâm, các bác có thể là mình kiểm tra test xe trước khi mua. Đấy, chiếc xe nhìn từ phía này các bác nhìn chiếc xe cảm giác như là những cái mẫu xe thể thao đúng không ạ? Đấy, nhìn rất khỏe khoắn và hợp bố luôn. Đây các bác nhìn phần vỏ bên ngoài của chiếc xe cho em. Dòng này tôn vỏ khá là dày các bác nhá, cho nên là chạy rất là đầm. Với động cơ máy 2.0 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ dao động tầm khoảng trên dưới 8 lít trên 100 km. Đối với cái mẫu xe Mazda 6 này. Em quay luôn phía đằng sau cho bác mình xem đây, tiện em quay luôn nhá. Đèn sau sáng đẹp đây đúng không ạ? Về phần đèn nhá, nếu các bác mình muốn sáng hơn thì bên em có thể là đánh lên cho các bác được. Đánh lên đơn giản thôi, đánh cho nó sáng bóng là rất đơn giản nhá, mấy trăm nghìn thôi. Đấy, logo rồi tem mác biểu tượng rồi tên của xe là vẫn còn nguyên này đúng không ạ? Đấy, sơn xi sạch bóng xung quanh xe rồi, các bác nhìn cho em này. Gầm chắc chắn và vỏ đẹp, gầm cũng vậy, không bị mục mọt các bác nhá. Tiếm quay luôn cho bác xem từng phần. Đấy rồi, mời các bác cùng xem này. Đấy, nội thất bên trong đây. Gương kính được thiết kế để chỉnh điện. Tuy rằng đời thấp nhưng mà những cái dòng phân khúc hạng D thì các bác biết rồi, gần như là không có những chiếc xe nào mà quay tay cả đúng không ạ? Các bác cùng xem nha. Đây, quay gần cho bác mình xem này. Những cái mẫu này thì em cũng đã nói ở trên video khác rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đây. Chủ yếu video này thì em quay cho các bác xem để các bác biết về cái hình thức của chiếc xe, chất lượng của chiếc xe ra làm sao thôi. Chứ còn một số cái chế độ như là vận hành, một số chức năng hay là
một cái sâu xa hơn thì bên em cũng đã giới thiệu trước đó rồi. Thì dòng này bên em có rất là nhiều và giới thiệu rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng và cũng đã được bọc dán rồi các bác nhá. Bọc dán kính loại 3M rồi. Chắc là trong em quay đến đây thì cũng gọi là tương đối, đúng không ạ? Các bác cần thêm mình hãy kết nối Zalo cho bên em để bên em gửi hình cho nhá. Đây đồ nhựa này các bác nhìn này, đồ nhựa màu xe khá là sáng đẹp. Đây cửa đóng êm ái đây. Đây đóng hơi nhẹ. Đấy. Cửa đóng rất là êm ái nhá. Đây, phần cánh cửa tiếp theo nữa đây ạ. Rất sáng đẹp đúng không ạ? Bên em mua bán và ship xe là trên toàn quốc nhá. Các bác có xe gì là mình muốn bán này hoặc muốn đổi này, các bác có xe đổi mình cứ liên hệ trực tiếp cho bên em để bên em đổi cho nhá. Xe nào cũng đổi hết. Bên em mua bán trao đổi trên toàn quốc luôn. Và tạo điều kiện giao xe, mang xe và đến trực tiếp tại nhà các bác để thu mua xe. Các bác không cần phải đến bên em đâu, không phải đến tận cửa hàng đâu, mà bên em sẽ đến tận nơi nhà các bác luôn để làm sao thu mua hoặc là đổi cho các bác với giá hợp lý các bác nhá. Đấy, vâng, các bác cùng xem nốt cho em cái phần vỏ bên ngoài. Đây ạ. Sơn xi sạch bóng. Cái tem này là bác chủ trước thì bác ấy cũng dán vào cho nó đẹp. Nếu mà ai không thích thì mình có thể tháo ra nhá. Đấy, mình bóc ra. Cái đơn giản thôi. Một số bác lớn tuổi thì em nghĩ là cũng không thích lắm. Đúng không ạ? Đấy là cái phần hình thức nội thất và bên ngoài của chiếc xe. Thì bây giờ em sẽ mời các bác xem những vị trí khác của chiếc xe nhá. Phần gầm và phần máy. Đây gầm đấy ạ. Đây gầm đây. Các bác thấy thì phần gầm không có cái hiện tượng bị mục đúng không ạ? Đây mở capo để cho các bác xem này. Anh mở em cái capo đấy. Đây gầm đây các bác nhá. Đây gầm rất đẹp này. Cái phần bên trong này nó là lỉ các bác nhá, hơi bẩn một chút thôi. Còn đây là cái khu vực động cơ của chiếc xe Mazda 6 này, các bác cùng xem. Máy thì nổ rất là êm, máy ngon các bác nhá, bên em kiểm tra rồi. Riêng về máy là phải kỹ đúng không ạ? Những chiếc xe mà bên em nhập về thì máy đều ngon hết các bác nhá. Kiểm tra rồi mới xuống tiền nhập về, cho nên các bác yên tâm về máy số. Yên tâm về máy số nhá. Vâng, thì video về chiếc xe này em cũng đã quay xong, giới thiệu cho các bác mình biết thông tin rồi. Các bác cần thêm thông tin, video, hình ảnh, các bác vào kết nối Zalo cho bên em theo hai số điện thoại ngay ban đầu em đã đọc rồi các bác nhá. Video này thì em xin được kết thúc ở tại đây. Xin được gặp lại các bác vào những video lần sau. Các bác hãy nhớ nhanh tay để chốt một chiếc xe với giá hợp lý các bác nhá.